Và các đội cánh nhà. Và sáu đội bóng bắt đầu ra sân. Trọng tài quyết định quyền đá biên thuộc về các đội bộ 11 C. Xin các bậc thực hiện quyền đá biên. Tình huống phá bóng ra của hậu vệ nhưng mà lại đập trúng tiền đạo của người đội T 12A bóng bay thẳng vào lưới. Đá sâu vô cùng kịp để rồi. Rất phát triển giải bóng đá thường xuyên được tổ chức. Bóng biên thuộc về bên này xem một tên. 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 Anh Vũ 11C và 12A.
bốn bàn. Đã quyết định
cầu thủ của 11C và 12 đã phạm lỗi với số 25. Cắt tiến trong của văn phòng là quá đúng ra của 12G cầu thủ qua đá phạt thực hiện vẫn là phút trưởng. Hơi cao, bóng đi hơi cao so với khung thành của 11C và 12A. Các tình huống tôi đỡ vào sân thủ mà giúp trở lại thực hiện pha bóng đi đúng ở vị trí của thủ môn bật bóng cá với trận đây là bức tường đúng rồi rất là đúng rồi cao thủ 12G được hưởng quả bóng đá biên qua bóng rồi. Văn Quang có một người đây là một ngày còn hai trận đấu nhưng mà nguy hiểm tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và người ghi bàn là Phan Điệp mang áo số 10 cầu thủ của đội bây giờ. Bên đá biên thuộc về 11C và 12A hiện là Trịnh Cá Mập thực hiện quả đá biên bóng đi hết đường biên Ngọc Phú bên 11C và 12A thủ môn Thành Đạt đã phá bóng được quả đá biên cuối cùng.
bóng chặt tay. Còn mặt trực tiếp cho các thủ 12 cờ. Trong giải năm nay thì có rất nhiều các bạn, đặc biệt là cầu thủ ghi vừa phát lưới. Dẫn đầu danh sách đang là cầu thủ Xuân Dũng thứ 8 với 18 bàn thắng. Thank you.
đọc trước. Của bóng lên rất mạnh.
Như vậy là trọng tài đã quyết định thủ môn Văn Hải cùng với 2G đã bắt bóng bên ngoài thủ môn. Vạch cầu môn của các thủ với 2G quả rất nguy hiểm. Các thủ 11C 12 đang rất chỉ chu trong quả đá phạt này, rất có thể đây là tình huống nâng tỷ số lên 3-2. Vừa rồi xin cảm ơn đã biên với các cầu thủ của 1T12A. Thanh Vũ đã bóng không chính xác, cầu thủ 12G quả đá biên. Quyền nắm biên thuộc về các thủ 11C và 12A. Người thực hiện là Trình Cao Mập. Vẫn là Trình Cao Mập. Và phối hợp không chính xác. Bác Hải. Hơi vội vàng trong tình huống vừa rồi. Vẫn là Văn Hải. Tuấn Thắng. Tuấn Thắng đã phá bóng. Hết điểm liên tục. Tiền đạo biên thuộc về cầu thủ với 2G. Không được. Yeah.
cùng của hai bên trận đấu. Cầu thủ 12G được hưởng quyền ném bóng lên. Sau thời gian nghỉ giữa hai hiệp thì các cầu thủ đã sắp xếp lại lối chơi. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ 12G. Dứt điểm không được. Như vậy là Phú Ba đã phá bóng. Không phải, trọng tài xác định các cầu thủ 12G là người chạm bóng cuối cùng. Không ai theo kịp đường truyền vừa rồi. Bóng thuộc quyền kiểm soát các thủ 12G. Tặng 2 triệu nhé. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Quyền phát bóng lên thuộc về các thủ 11C và 12A. Vẫn là các thủ 11C. Tốt. Dứt điểm. Không vào. Văn Hải rất xuất sắc cản phá tình huống dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ 11C và 12A. Cho ai gỡ hỏa nhé chú. Tí nữa, từ. Ông bảo Hải Nam chú nhá. Cái đọc 2 triệu này. 2 triệu. Các thủ 11C, 12A.
được hưởng quả đá phạt góc. Vào! Như vậy là cầu thủ mang áo số 8 Xuân Dũng của cầu thủ 11C12A đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Tỷ số hiện tại là 3-0. Rất bất ngờ. Từ một tình huống sắp xếp đá phạt góc, cầu thủ 11C12A đã gỡ hòa. Trận đấu đưa về vạch xuất phát. Như vậy là ông bầu Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng đã thưởng cho cầu thủ ghi bàn gỡ hòa của MC12A là 1 triệu. Vẫn là cầu thủ MC phản công 3-1. Không vào. Phạt lỗi thủ môn Văn Hải. Thủ môn Văn Hải đã cản phá rất sắc trong tình huống vừa rồi. Trọng tài xác định không có lỗi. Quyền âm biên thuộc về cầu thủ 12 cả. Chú ơi, ba bầu đặng thì một cầu thủ của 12G đang bị đau. Đây chú ơi, đọc đoạn này đi chú. Đây. Cầu thủ 12G thực hiện quả đá biên. Bóng được câu vào trong nhưng không có ai theo kịp đường truyền vừa rồi. Vẫn là cầu thủ 12G. Các thủ 12G đang tràn lên sau pha gỡ hòa của các thủ 11C và 12A. Ngay sau khi các thủ 11C và 12A ghi bàn gỡ hòa thì các thủ 12G đang ngay lập tức ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-3. Như vậy là cầu thủ vừa ghi bàn của đội 12G lại được ông bầu Phạm Tiến Dũng. Đấy. Ông bầu gì? Ông bầu Minh Đức à? Đóng tiếp 1 triệu. Tỷ số hiện thời là 4-3 đang nghiêng về cầu thủ 12G. Bên phía cầu thủ 11C và 12A thì ông bầu Hải Nam tặng Thùng Quang Anh Vũ 2 triệu. Rất nguy hiểm. Phản đầu cầu thủ 12G, bóng đi sạt cột dọc. Phản ném bóng lên của thủ môn Thành Đạt. Bóng vẫn trong chân cầu thủ 12G. Không có ai. Cầu thủ 11C phản công. Phản công nhanh. 4-3. Không có ai ở trong theo kịp đường truyền vừa rồi. Cầu thủ 12G phản công. Quốc trưởng. Vẫn là quốc trưởng. Không được. Số 6 Ngọc Quang đá bóng rất mạnh nhưng bóng đi không chính xác. Thành Đạt ném bóng lên. Bóng vẫn trong chân cầu thủ 12G. Không chính xác. Pha mong bóng của các cầu thủ 12G. Bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Thành Đạt. 11C phản công. Dứt điểm. Không chính xác. Như vậy là Xuân Dũng dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác. Cầu thủ 12G được hưởng quả đá biên. Vẫn là cầu thủ 12G. Thủ môn Thành
Thành Đạt đã đẩy bóng đi ra ngoài. Cao thủ 12G được hưởng quả đá biên. Người thực hiện là Khắc Tiến. Mười một G phản công. Hậu vệ của 12G đã phá bóng đi hết đường biên dọc. Cao thủ 11C và 12A được hưởng quả đá biên. Và đứng trước bóng thực hiện vẫn là anh Vũ, đội trưởng của 11C và 12A. Cầu thủ 12G phá bóng lên rất mạnh. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Như vậy là tỷ số được nâng lên 5-3 cho cầu thủ 12G. Từ một pha phá bóng lên rất mạnh, thủ môn Thành Đạt đã vô bắt bóng không chính xác. Bóng đi vào côn trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ 11C và 12A. Cầu thủ ghi bàn bên phía 12G là cầu thủ ma số 9, bóc ba mạnh. Như vậy là cầu thủ số 9 ghi bàn của đội 12G là được ông Bầu Minh Đức thưởng 500k. Cầu thủ 12G đã phá bóng, chịu quả đá biên. Trịnh Cá Mập thực hiện quả đá biên cho các thủ 11C, 12A. Vậy là hậu vệ bên phía 12G phá bóng. Cầu thủ 11C, 12A xin được phép thay người. Thay Tuấn Thắng nào? Số mấy vào sân? 16. 16 tên gì? Lưu à? Như vậy là cầu thủ Tuấn Thắng mang áo số 5 rời sân và cầu thủ mang áo số 16 Lưu vào sân. Quyền đá biên vẫn thuộc về cầu thủ 11C và 12A. Không được. Quả đá biên không tốt của các cầu thủ 11C và 12A. Như vậy là hiệp 2 mới bắt đầu được mấy phút nhưng bàn thắng đã đến liên tiếp với cả hai đội. Các thủ 11C và 12A gỡ hòa. Sau đó các cầu thủ 12G ghi bàn liên tiếp để vượt lên dẫn trước. Tranh chấp quyết liệt. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Cầu thủ 12G được hưởng quyền ném bóng lên. Bóng vẫn trong chân cầu thủ 12G. Không được. Cầu thủ bên phía 12G đẩy bóng đi hơi dài. Thành Đạt ném bóng lên cho các cầu thủ 11C. Tốt. Cầu thủ vừa sân Văn Lưu. Không. Hơi vội vàng trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Bên phía cầu thủ 12G. Nếu cầu thủ 12G giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì ông Trần Văn Mạnh sẽ thưởng nóng cho cầu thủ 12G thêm 2 nữa. Như vậy là liên tiếp các phần thưởng được đến với cầu thủ cả hai đội. Trình Cá Mập thực hiện pha đá biên cho cầu thủ 11C. Pha phối hợp không tốt. Hậu vệ bên phía 12G đã phá bóng. Thành Đạt ném bóng lên. Hậu vệ Quốc trưởng bên phía 12G đã phá bóng. Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt giữa tình huống ăn miếng trả miếng của cả hai bên.
Trọng tài đã xác định cầu thủ bên phía 12G phạm lỗi. Như vậy, cầu thủ bên phía 12G bị quyết định là trọng tài thổi phạt cầu thủ bên phía 12G một thẻ vàng. Và các cầu thủ 11C, 12A được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Cầu thủ mới ở sân, cầu thủ số 29 Anh Vũ đội trưởng đứng trước quả phạt này. Quả phạt không chính xác, bóng đi hơi cao và đi hết đường biên ngang. Và pha rô lên của Văn Hải. Như vậy là thủ môn Ngọc Hải, cầu thủ mới vào sân, và pha bóng rất dứt khoát. Các thủ 11C, 12A được hưởng quả đá biên. Đánh đâu, bóng đi hơi cao so với đà bật nhảy của Trình Cá Mập. Như vậy là trọng tài đã xác định bóng đi hết đường biên ngang. Quyền phát bóng lên thuộc về cầu thủ 12G. Ngọc Hải phát bóng lên. Bóng vẫn trong chân cầu thủ 12G. Ngày hôm nay do thời tiết mưa, sân trơn, hạn chế kỹ thuật của các cầu thủ rất nhiều. Vẫn là cầu thủ 12G. Không được, cầu thủ 12C đã cướp được bóng, 11C đã cướp được bóng. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát 12G. Anh Vũ đã phá bóng. Cổ động viên của cả hai đội vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình. Nguy hiểm, không được. Mạnh Pogba đã nhảy lên nhưng bóng đi hơi cao. Anh quyền nắm biên thuộc về các cầu thủ 11C, 12A. Người thực hiện vẫn là Trình Cá Mập. Pha phối hợp không chính xác. Cao thủ 11C và 12A cần bình tĩnh. Rất tiếc, Xuân Dũng, cầu thủ gần như chắc chắn sẽ nhận vua phá lưới của giải bóng đá Trung học phổ thông Tạ Uyên với 18 bàn thắng. Vẫn là Xuân Dũng, không được. Quyền nắm biên thuộc về cầu thủ 11C và 12A. Nguy hiểm, không vào. Trình Cá Mập đã nhảy lên đánh đầu nhưng bóng đi vọt sang ngang. Rất tiếc cho cao thủ 11C và 12A. Cao thủ 12G phản công. Mạnh Pogba hơi đơn độc trong tình huống vừa rồi. Anh không qua được hai cầu thủ với 11C và 12A. Người thực hiện là quốc trưởng bước áo số 18. Bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Thành Đạt. Thành Đạt phát bóng lên. Xuân Dũng. Tinh thần của các cầu thủ 12G đang lên rất cao. Bên phía 11C, 12G cần bình, 12A cần bình tĩnh.
Đó là các cầu thủ 11C đang có bóng. Bóng được chuyền về cho thủ môn. Tốt. 4-2. Cầu thủ 11C không được. Mặc dù trong tình huống có tới 4 cầu thủ trước 2 cầu thủ phòng ngự của 12G, nhưng cầu thủ 11C và 12A không tận dụng được cơ hội. Nguy hiểm, mạnh bóng vào, không vào. Trong tình huống đối mặt với thủ môn thì tiền đạo mạnh bóng ba lại dứt điểm bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc cho các cầu thủ 12G. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ 12G. Như vậy là trọng tài đã xác định pha dứt điểm đã chạm thủ môn của các thủ 11C và 12A đi ra ngoài. Các thủ 12G được hưởng quả đá biên. Quả đá biên cho các cầu thủ 12G. Phú Ba hơi đơn độc trong tình huống tấn công vừa rồi. Một mình anh giữa hai cầu thủ phòng ngự của 12G. Nguy hiểm. Bóng đã nằm gọn trong tay cầu thủ môn 12G. Cầu thủ 12G phản công. Hơi cá nhân trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ 11 C12G 12A vẫn đang tổ chức tấn công liên tục, hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Rất tỉnh táo, hơi vội vàng cho các tình huống phối hợp cuối cùng. Quốc trưởng đã dứt điểm bóng đi không chính xác. Cầu thủ 11C 12A cần chính xác hơn trong các tình huống phối hợp cuối cùng. Số 10 tên gì? Hoàng Nhật. Cầu thủ 11C 12A xin có sự thay đổi người. Cầu thủ số 10 Hoàng Nhật vào sân và cầu thủ số 3 Phú Ba rời sân. Rồi vào đi, trọng tài ấy rồi đấy, vào đây. Vào đi. Liên tiếp các sự thay đổi người, hòng tìm kiếm bàn thắng cho các cầu thủ 11C và 12A. Trọng tài xác định các cầu thủ 11C và 12A được hưởng quả đá biên. Nguy hiểm, đánh đầu không vào. Cầu thủ Anh Vũ bên phía 11C 12A đánh đầu nhưng rất tiếc bóng đi sát cột dọc. Như vậy là cầu thủ Anh Vũ đã bị đau trong tình huống va chạm vừa rồi. Cầu thủ Anh Vũ bên phía 11C 12A vẫn đang bị đau. Trận đấu vẫn đang bị gián đoạn. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Cầu thủ 12G phản công.
rất quyết liệt. Cầu thủ Quốc Trưởng bên phía 12G vào bóng quyết liệt và trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo. Và cao chân của cầu thủ Quốc Trưởng bên phía 12G. Người thực hiện là Ngọc Phú. Tốt. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Ngọc Hải. Và pha bóng lên không cho ai của thủ môn Ngọc Hải bên phía 12G. Cầu thủ 11C rút điểm không được. Pha dứt điểm không chính xác của Xuân Dũng, người chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng vua pha lưới của ban tổ chức. Quyền phát bóng lên thuộc cầu thủ 12G. Cầu thủ 11C có bóng không được. Hoan hô Ngọc Hải rất xuất sắc cản phá tình huống vừa rồi. Tài năng của Ngọc Hải đã giúp cầu thủ 12G không bị thủng lưới trong tình huống dứt điểm của Xuân Dũng. Tí nữa không có tiền tao ghi đây đấy nhá, tí tao thu đấy. Cầu thủ 11C 12A được hưởng quả đá phạt. Và người đứng trước quả đá phạt là đội trưởng Anh Vũ. Anh Vũ nguy hiểm. Hoan hô Ngọc Hải. Liên tiếp các tình huống dứt điểm nhưng thủ môn Ngọc Hải vẫn xuất sắc cản phá tất cả các sút của cầu thủ 11C và 12A. Lộn xộn, hơi vội vàng trong tình huống vừa rồi. Xuân Dũng, pha dứt điểm của Xuân Dũng. Cầu thủ 12G có bóng, dứt điểm đi. Trình Cao Mập bên phía 11C 12A đã cản phá cú dứt điểm vừa rồi của cầu thủ 12G. Như vậy là giải thủ môn xuất sắc nhất khả năng cao rất thuộc về thủ môn Ngọc Hải của các cầu thủ 12G. Đâu thưởng gì tiếp đến đâu. Môn 500 rồi đấy. Găng tay vàng. Chắc chắn Ngọc Hải sẽ nhận được giải thưởng găng tay vàng cộng với số tiền thưởng 500k từ ông bầu Minh Đức. Cầu thủ 11C phản công. Ông bầu Minh Đức có tiền không? Như vậy là trọng tài xác định là có tình huống pha bóng của các cầu thủ 12G. Các thủ 11C và 12A được hưởng quả đá phạt góc. Đánh đầu. Ngọc Phú đã nhảy lên đánh đầu với những bóng đi sượt đầu của Ngọc Phú. Phát bóng lên dành cho Ngọc Hải, thủ môn xuất sắc nhất của giải. Cầu thủ 12G bóng vẫn trong chân, dứt điểm đi, không vào. Như vậy là sự xuất sắc của Thành Đạt đã ngăn không cho Quốc Trưởng ghi bàn thắng. Pha để bóng rất hay của Thành Đạt. Cầu thủ 11G, 12G được hưởng quả đá phạt góc. Nguy hiểm quá. Đá biên cho các cầu thủ 11C và 12A. Không được.
rất mạnh. Như vậy là Quốc Trưởng, Quốc Trưởng dứt điểm rất mạnh. Bóng vẫn đâu trên cầu thủ 12 cơ, không được. Mạnh Bóng Ba đã xử lý tình huống không tốt. Ngọc Hải. Bóng vẫn trong chân cầu thủ 11C và 12A. Phù hợp đi. Rất thoáng. Cầu thủ hoan hô Ngọc Hải. Ngọc Hải vẫn cho thấy mình xứng đáng đạt giải găng tay vàng của giải bóng đá năm nay. Các thủ 11C, 12A tiếp tục được hưởng quả đá biên. Không phải đá biên, như vậy là được hưởng quả đá phạt góc. Không có ai nhảy lên không chiến trong tình huống vừa rồi. Cao thủ 12G được hưởng quả đá biên. Rất khó cho các thủ 11C và 12A có thể ghi liên tiếp 3 bàn thắng để lật ngược trận đấu này. Các thủ 12G vẫn đang tổ chức tấn công liên tục. Dứt điểm. Vào. Tỷ số đã lên 6-3 cho các cầu thủ 12G. Và cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 25 Khắc Tiến. Khắc Tiến đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 6-3 cho các cầu thủ 12G. Bên phía 12G xin phép được thay người. Bác số 03 thay cho Ngọc Quang số 6. Ngọc Quang số 6 rời sân và cầu thủ mang áo số 03 Xuân Bắc. Sự thay đổi người thứ hai, cầu thủ mang áo số 23 Thành Đạt. Đức thay cho Mạnh. Đức 17 thay cho Mạnh. Cầu thủ mang áo số 17 Đức thay cho Mạnh Bóc Ba mang áo số 9. Như vậy trận đấu sẽ được bù giờ thêm 2 phút. 2 phút nỗ lực cho các cầu thủ 11C và 12A. Không có gì nguy hiểm với thủ môn Ngọc Hải. Môn Thành Đạt đấm bóng đi hết đường biên ngang. Cầu thủ 12G được hưởng quả đá phạt góc. Niềm vui đang đến với các cổ động viên của đội 12G. Gần như chắc chắn cầu thủ 12G sẽ nâng cúp vô địch của giải đấu trường trung học phổ thông Tạo Uyên năm nay. Quả đá phạt, quả ném biên cho các cầu thủ 12G. Mười một C phản công. Cầu vệ bên phía 12G vẫn tỏ ra rất chắc chắn trong các tình huống tấn công của các thủ 11C và 12A. Thi đấu rất chắc chắn. Không có gì phải vội. Tỷ số hiện giờ đã là 6-3. Khoảng cách khá an toàn cho các cầu thủ 12G. Đá biên cho các cầu thủ 11C, 12A. Rất chắc chắn.
quốc trưởng bên phía 12G không được. Như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội 11C, 12A và 12G. Như vậy với chiến thắng 6-3, cao thủ 12G đã giành chức vô địch của giải bóng đá trung học phổ thông Tạo Nguyên năm học 2022-2023. Sau đây là lễ trao giải của ban tổ chức dành cho các đội bóng tham dự giải.